Hello, chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip này mình sẽ tiếp tục làm về một con hàng phiên bản Black Week, đó chính là con hàng Grabri với cái chiều cao là 1m76 này, 27 tuổi, đang đá cho câu lạc bộ Bayern Munich. Playstyle là Gopoetze, đá được vị trí sở trường là tiền đạo cắm này, tiền hai tiền vệ, tiền đạo cánh và tiền vệ cánh phải. Nhận thức tấn công 85, kiểm soát bóng 86, dê bóng 89, dê bóng trên chân 86. Chuyền thấp 82, chuyền vòng 77, dứt điểm 83, đánh đầu 64, đá phạt 74, độ sai bóng 80. Khá là đều anh em ạ, thấy chỉ số đều xanh lá cây hết. Và về cái phòng ngự này, phòng ngự thì thấp rồi, thôi. Phòng ngự chỉ số nhận thức phòng ngự có 57 thôi. Xoạc bóng 59, những cái này thấp thôi bỏ qua này. Tốc độ 83, tăng tốc 89 cũng tương đối là ổn anh em ạ. Lực sút 81, bật nhảy 70, va chạm vật lý 71. Độ cân bằng 87, thể lực 75. Thể lực 75 thì cũng đủ đá hết trận, nếu mà đá tiền đạo cắm. Tấn sử dụng chân công thuận là thường thỉnh thoảng, độ chính xác chân công thuận là rất cao. Phong độ là standard là form 2 thôi, kháng chấn thương là thấp. Skill thì có sit shoot fern, chop turn, cắt bi hai turn, solo control, long play curler là cửa lòng từ xa này, dipping shoot này, shoot xa này, truyền một chạm này, outside color và ăn vạ. Nhìn chung thì cái chỉ số mình thấy là khá là đều anh em ạ. Và skill thì cũng có một vài cái skill shoot. Nhiều trận đấu đầu tiên thì mình sẽ để Grabri đá cắm nhá. Tên khó đọc quá anh em ạ, líu cả lưỡi. Grabri, đấy, mình đọc tắt là Grabri thôi. Còn tên đầy đủ là Sergei Grabri. Đấy, ui trời, méo hết cả mồm à, đọc tên cầu thủ. Trận đấu đầu tiên thì mình đá vẫn đá với sơ đồ quen thuộc là 4-2-1-3 thôi. Ôi rồi ôi rồi, thôi. Rất nhanh anh em ạ. Chưa, nói chung là khán giả cũng chưa kịp ngấm chỗ là mình đã bị ghi bàn rồi. Một tình huống mà rất mất tập trung của bên mình. Đâu rồi, Grabri. Mình nhìn thấy con hàng này ở ngoài đời hình như là đá bị chú ý tiền đạo cánh chứ đúng không anh em? Ở trong này thì bản phiên bản này thì Konami lại cho Grabri đá ở cái vị trí tiền đạo cắm sở trường. Đây là Grabri đánh đầu. Suýt chút nữa thì tỷ số là một đều. Chúng ta có thể thấy là tóc khá xù. Ở ảnh avatar thẻ thì là tóc khá là gọn gàng, nhưng mà trong game thì tóc rất là xù luôn. Nhìn như mấy ông kiểu tóc Ả Rập ấy. Rất dài và xù. Đây là tình huống phản công của đội bạn. Perry. Không được rồi, có gì đâu, không có gì. Trời ơi, quá là bình thường. Về Grabri thì mùa giải này đá cho Bayern Munich. Mình thấy là con hàng này đá cũng khá là nét đấy. Và mùa giải này thì Bayern Munich sau khi mà sa thải huấn luyện viên xong thì bây giờ đang khả năng cao là còn không được có một cái danh hiệu nào luôn ạ. Bởi vì khi có huấn luyện viên mới thì Bayern Munich tự nhiên đá xuống phong độ hẳn, không hiểu vì sao luôn, tự nhiên cứ thua và hòa suốt thôi. Đây là Chiesa, Grabri đang xin bóng đánh đầu một đều. Chỉ số đánh đầu không cao nhưng mà pha bóng vừa rồi chúng ta có thể thấy là khả năng chọn vị trí của Grabri cực kỳ tốt, mặc dù anh không cao, cũng chỉ là 1m78 thôi và khả năng đánh đầu, chỉ số đánh đầu chỉ có 6 mấy thôi ạ. Nhưng anh em có thể xem lấy tình huống này là Grabri tốc độ với cái tốc độ của mình xâm nhập vòng cấm và chọn vị trí khá là tốt. Nhận thức tấn công là 85 thì mình thấy là con hàng này nó chạy chỗ là cũng tương đối ổn, ở cái mức trung bình, ở mức khá anh em ạ, cũng không phải là thấp đâu. Về cái chỉ số này thì mình thấy con hàng này là một con hàng chỉ số khá là đều. Và chỉ duy nhất là có cái thể lực ấy, thể lực thì thêm một chút thể lực nữa thì ok. Thể lực có 75. Đánh đầu tiếp, úi rồi. Người trời ơi, không có skill đánh đầu nhưng mà đánh điều đầu cực kỳ tín luôn anh em ạ. Đây là Chiesa. Chiesa làm gì? Bruno. Bruno truyền vào cho Grabri, để Juan Quist dứt điểm. Không vào. Khá đáng tiếc. Một tình huống mà bên mình phối hợp hay của đấy. Thực sự là pha bóng này cực kỳ hay. Đội bạn trận này đá cũng không hề tồi một chút nào anh em ạ. Đội bạn đá cầm bóng khá là khó chịu. Để Mbappé. Úi ui,
rất là nguy hiểm luôn. Ôi cái gì này, ôi Benty, Benty anh em ạ. Không 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 anh ơi, anh ơi, anh xem lại thì hôm nay đi em có làm gì đâu. Trời ơi sao Benty nhỉ. Chúng ta xem lại tình huống xem nào. Ôi dồi ôi, ông soạc thế thì lo. Chẳng Benty. Quả này thì khó đỡ rồi. Hay là Mbappé, Mbappé. Thôi nó nhìn chung là Benty thì mắt hên xui đây anh em ạ. À, bay người đúng hướng thì đẩy được, còn không thì không đẩy được đâu. Khó. Đưa ra đây là Johan Quýt. Phanh kinh để rong. Chia xa. Pha lên bóng của mình. Đây là Johan Quýt. Johan Quýt đưa vào cho Gavri. Đánh gót rất tốt cho Bruno. 2-2. Nhìn chung là pha bóng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là lại một cái pha phối hợp rất là đẹp mắt bên mình. Bóng truyền cho Gavri và Gavri đánh gót sang cho Bruno băng vào dứt điểm. Cực kỳ tốt anh em ạ. Tỷ số quân bình 2-2 rồi. Trận đấu khá là căng thẳng. Với cá nhân mình thấy thì con hàng Gavri sau cái khoảng thời gian vừa rồi đá ở cái trận đấu này thì mình thấy là con hàng này đá chạy chỗ khá là ok anh em ạ. Chạy chỗ ui rồi. Chạy chỗ và khả năng dứt điểm thì cũng bình thường thôi, nhưng mà khả năng chạy chỗ cũng tạm ổn, tương đối ổn. Nhưng mà nếu mà thêm có thêm cái skill đánh đầu nữa tốt thì khả năng đánh đầu nữa thì hợp lý hơn. Sút như thế thì ok rồi. Còn thêm một chút đánh đầu nữa thôi. Đánh đầu hơi thấp. Đẹp. Guti. Franking De Jong. Bruno Fernandes. Bóng được chuyển khai cả sang cánh cho Son Heung-min. Son Heung-min đưa bóng vào. Gavri đánh đầu được không? Không được. Rồi. Những cái nick này thì mình cũng mượn của em Nguyễn Việt Hưng nhá. Em Nguyễn Việt Hưng thì em quay ra và em cũng bảo là anh mượn lấy nick em mà làm clip. Em Nguyễn Gia, Nguyễn Việt Hưng thì cũng là khách hàng mua coi của mình thôi, bên mình thôi. Chắc là cũng xem kênh của mình cũng nhiều rồi thì mình biết. Rồi trận đấu đầu tiên cũng kết thúc rồi, tỷ số là 2-2. Và nhìn chung thì cái trận đấu này khá là cân bằng và mình đánh giá con Gavri là thể hiện khá là ổn anh em ạ. Với một bàn thắng và một kiến tạo khá là ok. Rồi trận đấu thứ hai thì mình sẽ test thử Gavri đá ở vị trí tiền đạo cánh nhá. Tiền đạo cánh như ở ngoài đời luôn. Ngoài đời thì Gavri đá tiền đạo cánh chứ không phải tiền đạo cắm đâu. Tiền đạo cắm ở Bayern Munich thì như là Chumo Moutinho hay sao ạ? Mình nhớ không nhầm thì là thế. Ở ngoài đời thì Gavri với cái tốc độ của mình thì thường xuyên là dê bóng từ trong cánh vào anh em ạ, để dứt điểm. Chứ còn trong game thì đá gác. Ôi. Đáng nói dở thì một pha bóng cực kỳ hứa anh của bên mình. Tỷ số được mở lại từ rất sớm luôn anh em ạ. Và người và đội bạn lại ghi bàn trước. Cực kỳ là khó khăn luôn. Đây là Franking De Jong, Kevin Bainer. Đưa bóng ra cánh cho Gavri. Đây là Gavri làm gì? Không được rồi. Mình thấy nếu mà để Gavri đá ở cái cánh này, với cái phiên bản này nhá, thì là đá no style anh em ạ. Bởi vì play style ở phiên bản này là Goporcher. Đá ra cánh sẽ là no style. Đây là Erling Haaland. 1-0. Cũng rất nhanh thôi. Tỷ số của quân bình 1-0. Người đánh đầu ghi bàn là Erling Haaland. Từ một pha trồng biên xuống cho Adnan tạt vào anh em ạ. Gavri trồng biên xuống cho Adnan và quả này Haaland đánh đầu cực kỳ tốt. Những phút đầu tiên thì mình thấy Gavri đá cánh giữ vị trí khá tốt anh em ạ. Chỉ đứng chờ sẵn ngoài cánh để tạt bóng vào thôi. Còn không thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Cũng có thể là nếu mà anh em nào mà đá thích có khả năng dây dắt tốt á, thì anh em có thể dùng con hàng Gavri này này. Đấy, cái này như này. Dây bóng từ ngoài biên ra và dứt điểm nhưng không được. Đội bạn cũng khá là tỉnh đòn với pha bóng rồi. Đội bạn khá tỉnh đòn pha bóng đấy đấy. Không là cũng có một tình huống nguy hiểm với bên mình luôn. Đây là Gavri. Gavri đưa bóng vào. Ôi ơi, tỷ số là 2-1. Một pha phản lưới nhà của đội bạn ạ. À không. Nhưng đây là tình huống ăn mừng của Gavri, ăn mừng rất là ngạo nghễ, khuấy cháo luôn anh em ạ. Khuấy cháo. Tóc rất đẹp. Bộ tóc xù cực kỳ đẹp. Tóc này thì gội hơi bị tốn dầu gội đây. Một pha đưa bóng vào tưởng chừng như không có điểm chạm nào nhưng bằng một cách nào đấy may mắn đứng về phía bên mình em ạ.
và tỷ số được nâng lên là 2-1. Trận này thì Gavri, mình thấy là trận này Gavri đá cũng không phải là hay anh em ạ. Nhưng một vài tình huống thì mình, anh em có thấy là Gavri cũng vẫn thể hiện được những cái phẩm chất vốn có của mình. Đó chính là cái khả năng, mặc dù là không có pin possession đâu, nhưng mà khả năng tạt bóng khá là ok anh em ạ. Đứt điểm. Trời ơi, khá đáng tiếc. Bởi vì cái chỉ số tạt bóng của Gavri là cũng không phải là thấp, cũng gần 8x ấy anh em ạ. Thành ra là tạt vẫn ok. Rồi clip này cũng mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Cá nhân mình thấy con hàng Gavri này thì để phải nói mình đánh giá ở vị trí tiền đạo thì chỉ ở mức khoảng độ 7,5 trên 10 thôi anh em ạ. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Bây giờ thì xin chào. Bye bye.